Cân chỉnh thước lái là gì? Khi nào cần cân chỉnh thước lái ô tô? Hệ thống lái được nhiều chuyên gia đánh giá là ảnh hưởng lớn đến độ an toàn của một chiếc ô tô, đóng vai trò đặc biệt quan trọng chỉ sau hệ thống phanh. Việc cân chỉnh thước lái hoạt động chính xác, do đó cũng cần được quan tâm. Nếu bạn nhận thấy chiếc xe của bạn bị lệch đi đáng kể sang bên trái hoặc phải khi bạn đang đi trên một con đường thẳng, phẳng và không có gió thổi ngược chiều, hoặc lúc xe của bạn bị mòn một cách bất thường, khi đó bạn cần kiểm tra lại việc cân chỉnh thước lái. Chúng ta cũng đi tìm hiểu về cân chỉnh thước lái ô tô trong video dưới đây của DiPro bạn nhé. Đầu tiên chúng ta cùng đi tìm hiểu cân chỉnh thước lái là gì. Cân chỉnh thước lái là cách gọi phổ biến hiện nay, tên gọi chính xác theo kỹ thuật là cân chỉnh góc đạp bánh xe. Đây không chỉ là việc điều chỉnh lốp hoặc mâm đơn thuần. Điều quan trọng nhất trong việc cân chỉnh thước lái chính là điều chỉnh góc đạp bánh xe, một thông số ảnh hưởng đến việc bánh xe tiếp xúc với mặt đường. Tiếp theo chúng ta cùng đi phân biệt cân chỉnh thước lái và cân bằng động bánh xe. Không ít khách hàng nhầm lẫn giữa cân chỉnh thước lái và cân bằng động bánh xe. Trên thực tế đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bản chất của việc cân bằng động bánh xe là giảm thiểu những chênh lệch về phân bổ khối lượng trong quá trình gia công chế tạo ra răng xe, từ đó giúp cho các bánh xe quay đều mà không gây ra các hiện tượng rung lắc không cần thiết. Trong khi đó, cân chỉnh thước lái hoặc cân chỉnh hệ thống treo về bản chất là việc điều chỉnh góc đặt của bánh xe sao cho chúng giống với thông số được chỉ định bởi nhà sản xuất. Tiếp theo, chúng ta cùng đi trả lời cho câu hỏi tại sao cần cân chỉnh thước lái. Cân chỉnh thước lái đảm bảo khả năng kiểm soát chính xác, giảm thiểu các vấn đề phát sinh liên quan đến độ ổn định và khả năng đánh lái của xe. Bên cạnh đó, mục tiêu của việc cân chỉnh thước lái chủ yếu là để giảm thiểu hiện tượng mòn, không đều và rách lốp, đảm bảo tuổi thọ của lốp và độ an toàn chung khi vận hành của xe. Tóm lại, mục đích chính của việc cân chỉnh thước lái là cung cấp khả năng điều khiển xe chính xác, an toàn và kéo dài tuổi thọ của lốp. Khi nào nên cân chỉnh thước lái? Nếu bạn nhận thấy chiếc xe của bạn bị lệch đi đáng kể sang bên trái hoặc phải khi bạn đang đi trên một con đường thẳng, phẳng và không có gió thổi ngược chiều, hoặc lúc xe của bạn bị mòn một cách bất thường, khi đó bạn cần kiểm tra lại việc cân chỉnh thước lái. Cụ thể, bạn cần mang xe đi cân chỉnh thước lái trong những trường hợp sau. Thứ nhất, sau khi xe gặp tai nạn hay gặp những trường hợp xấu như sụp ổ voi, ổ gà, lao lề đường cao. Thứ hai, đó là độ mòn của lốp không đều. Thứ ba, vô lăng của xe không nằm ở vị trí trung tâm, hoặc khi xe di chuyển trên đường thẳng nhưng có xu hướng bị lệch sang trái hoặc phải. Tiếp theo, chúng ta cùng đi tìm hiểu cân chỉnh thước lái mất bao lâu và chi phí là cao hay thấp. Việc cân chỉnh bánh trước và bánh sau thực tế là một quá trình không quá phức tạp và có thể được xử lý nhanh chóng, thường trong vòng 30 phút đến 1 giờ. Chi phí phụ thuộc vào loại xe cũng như là nơi thực hiện là xưởng dịch vụ chính hãng hoặc là gara ngoài, trung bình rơi vào khoảng dưới 1 triệu cho một lần cân chỉnh. Tiếp theo, chúng ta cùng đi tìm hiểu cân chỉnh thước lái là như thế nào. Như đã đề cập ở phần trên, cân chỉnh thước lái về bản chất chính là điều chỉnh các thông số độ trụm, góc đạp bánh xe theo đúng quy định của nhà sản xuất. Ba thông số chính trong việc điều chỉnh thước lái là góc camber, góc caster và độ trụm bánh xe. Về góc camber, đây là góc nghiêng của bánh xe, góc mà bánh xe úp vào trong hoặc ngã ra ngoài. Khi nhìn từ phía trước của xe, phần bánh xe nghiêng ra ngoài sẽ tạo thành góc camber dương và ngược lại, phần bánh xe nghiêng vào trong gọi là camber âm. Nếu bánh xe quá nghiêng vào trong hoặc ra ngoài, tức là thông số camber bị lệch nhiều so với yêu cầu từ nhà sản xuất, lốp trước sẽ bị mòn không đều, ảnh hưởng đến tuổi thọ. Còn về góc caster là góc nghiêng của trục lái khi nhìn từ bên hông xe. Khi trục lái nghiêng về phía sau thì được gọi là góc caster dương, còn ngược lại thì được gọi là góc caster âm. Hầu hết các dòng xe du lịch đều có góc caster dương, nghĩa là trục lái nghiêng về phía người lái. Góc caster ảnh hưởng đến độ ổn định trên đường thẳng của xe và khả năng trở lái sau khi vào cua. Góc caster điều chỉnh đúng theo thông số của nhà sản xuất sẽ giúp xe chạy ổn định trên đường thẳng, vô lăng nằm đúng vị trí trung tâm. Quá trình trở lái của xe khi vào cua cũng dễ dàng và mượt mà hơn. Cuối cùng đó là về độ trụm bánh xe. Đúng như tên gọi, góc trụm là góc mà hai bánh trước trụm vào hoặc le ra khi nhìn từ trên cao. Khi hai bánh xe trụm vào sẽ tạo thành góc trụm trong và ngược lại là góc trụm ngoài. Cách để nhận biết những vấn đề về độ trụm khá đơn giản vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến độ êm của chiếc xe khi vận hành. Cụ thể, khi người lái nhận thấy đầu xe và tay lái bị rung, không nhạy khi điều khiển thì nên kiểm tra tiếp các lốp trước của xe. Nếu lốp mòn không đều, vết mòn có hình dạng hình răng cưa giữa các gai lốp, nặng hơn nữa là lốp xe bị hỏng, thì đó là dấu hiệu của việc độ trụm bị lệch nhiều so với thông số mặc định từ nhà sản xuất. Nếu hai bánh xe trụm vào trong quá nhiều sẽ ăn mòn má ngoài lốp và ngược lại sẽ ăn mòn má trong của lốp. Qua video, DiPro hy vọng bạn đã nắm được các dấu hiệu của thước lái ô tô bị lỗi, qua đó kịp thời đưa ra phương án xử lý phù hợp. Và đừng quên ấn like và subscribe kênh YouTube của hệ thống cho các xe DiPro để theo dõi những video review xe, hướng dẫn cho các xe đúng các tiêu chuẩn Nhật Bản. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tới.